nhiều người là ngồi xếp hàng ngay ngắn để đợi cua ra thì để mua. Mọi người mua cua thì rất là có thứ tự và nề nếp. Và các bạn, xe cua đã đến điểm bán. Dì Ba này cũng không có chen vào được vì quá đông. Thôi để tranh thủ chụp hình với lại người hâm mộ cũng được. Quay đầu. Dì Ba này cũng không thể vào được vì cua. Cho dì Ba vô cái gì ơi. Dì Ba vô cái. Hôm nay thì người mua đông quá khiến cho dì Ba cũng không có chỗ để ngồi. Dì Ba phải đứng sang một bên. Rồi, dạy đi nha. Thôi chị về cho em đưa. Rồi. Hâm mộ nè. Người hâm mộ. Cái đồ to là gì vậy? Có ăn luôn không anh?
Các bạn ạ, hôm nay thì dì Ba mua về 80kg cua và sau khi bỏ dây đi thì còn 47,5kg cua thành phẩm. Và khi bán hết 47,5kg cua thành phẩm này thì dì Ba lời tổng cộng khoảng 700.000 đồng. Vâng, 700.000 đồng đó là cái con số mà dì Ba thu về sau một buổi sáng bán cua. Và tính ra thì cái lợi nhuận của cua dì Ba là không cao so với lại thị trường. Đủ luôn, nhưng tính ra thì đâu đủ đâu. Xe ôm rồi tiền ga, tiền chanh, tiền muối, tiền bông rồi đâu đủ đâu. Nó mua mắt nó đúng dài chứ mua nó không nói. Tới dán mua bán mua mắt đỡ đi. Rồi á tới chừng chiều dài bữa là nó sụt giá xuống á. Đó không? Là nó nói vậy đó. Tại vì nó cũng biết là cua lên mà. Thì bà nói hôm nay cua lên giá nhưng mà không có lên, bà gì bà bán ra không có lên đó, nói với các bạn hiểu. Lên bạn nào đâu đó, vẫn 700 bình như bình thường, 700 thì vẫn 700, chứ không có lên được bạn nào hết. Mà cua vốn lấy là có lên đó, có lấy giá lên đúng không, giá đồ vậy có một ký là mình lấy giá lên nè. Dạ đó, lấy giá lên nhưng mà mình ra bán là vẫn bán mà bán cũ, bán giá cũ giá 70 đó. Nên hôm nay không có lời bao nhiêu hết đó. Tức là cua là cua lên giá, cua bán ra tiền lên giá nhưng mà dì Ba vẫn giữ mức giá cũ nha các bạn. Rồi được rồi đó, cảm ơn mọi người.